Hello, welcome back to my channel Stars Game đã không? Và các bạn của mình khám phá từ game đầu tiên nha. PK Charter S. Let's go. Ok, và cần tìm kiếm một cái đầu nữa, đó chính là một chìa khóa white cây. Ở đây thì có một chìa khóa orange cây. Mình sẽ lấy chìa khóa này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Big guy sitting here. Thank you.
Hello. Sẽ phải đợi ông ta xuống đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Pika Buka. Đi đâu rồi?
Rồi mình sẽ dùng ta. Xem ta đi đâu rồi. Ông ta đây. Đi ngược đường này. Ở đây thì còn một chiếc chìa khóa nữa. Một chiếc chìa khóa màu cam. Okay. Sẽ phải để đây. Và phải còn một chiếc búa. Chiếc búa rồi. Mình sẽ vào để gỡ một tấm gỗ ra. Không biết bà ta đâu rồi. Oh my god. Rồi, đi qua đây. Sau đó thì mình sẽ mở chiếc cassette này ra. Rồi, và đây là chiếc chìa khóa để các bạn thoát khỏi ngôi nhà này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư. Start game. New game. Let's go.
Let's go. Chạy vào đường này nào. Một chìa khóa màu trắng. Đây là đốm lửa. Một chiếc bánh hông đây. Đi xuống vụn nước. Cần phải tìm một chìa khóa màu đỏ, một chìa khóa màu cam. Ở đây thì các bạn sẽ phải tiêu diệt Pika. Ông ta đang ở ngoài. Let's go. Có thể đống lửa ngay gần đây. Mình sẽ phải xem. Đây rồi. Một khẩu pháo. Ok. Khẩu pháo này trao cho ai? Tiếp tục lại ra những anh chàng big guy khác. Wow. Không phải anh chàng này. Có thể là cô làng này. Tất cả có thể là 3 khẩu súng để tiêu diệt Big Guy đây. Đó, các bạn cứ tìm kiếm tiếp, sau đó tìm một chiếc chìa khóa màu trắng và mở ra thì trong đó sẽ có một khẩu súng. Đó thì các bạn sẽ tiêu diệt được Big Guy. Rồi ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Big Guy, our boss. Let's go. Đây là cửa sau của ngôi nhà này. Ok,
Rồi, và các bạn sẽ đi tìm kiếm tiếp những chi chìa khóa tiếp theo. Để mở những cánh cửa này ra. Ở đây xem nào. Bao đi xem. Đó, cái như thế rồi các bạn sẽ bẻ khóa từ cầm này thoát khỏi tích ra. Bình xịt này thì sẽ xịt hai nơi. Tiên trên này. Một bình ga để đổ vào chiếc xe tăng kia. Và bình xịt nữa thì sẽ xịt ở cánh cửa. Như thế rồi các bạn sẽ thoát được khỏi nữa. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 6. Thank you.
nữa. Let's go. Đây chiếc chìa khóa màu xanh. Trong này xem có chiếc chìa khóa nào không? Không có luôn. Một nơi khá là rộng rãi. Ở đây là màu vàng. Một chiếc tu vít phía mở được cái cánh cửa kia. Đây là màu đỏ. Wow. Cầm một chiếc giàn lau. Màu tím. Mình sẽ để chung đây đi. Màu cam đi rồi. Đây là một tựa game cũng khá là phức tạp. Rất rộng luôn. Mở cửa xanh. Giờ tìm cái cửa màu xanh để mở. Rất là khó nhớ. Xem cửa xanh nó đang nằm ở đâu.
đây rồi. Chìa khóa màu vàng, để các bạn mở két. Đó, cứ như thế các bạn sẽ tìm những chiếc chìa khóa và mở vào bể khóa và thoát khỏi nữa này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái cuối cùng. Tên lính đang xuất hiện. Big guy chuẩn bị xuất hiện rồi. Ok. Các bạn phải đứng xa tên lính nhá. Nếu mà chạm vào tên lính thì các bạn sẽ bị tiêu diệt. Đây là chìa khóa ô green đó. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.